topic. slowly yeah เอ้ยแบ๊วให้เขาใส่แบ๊วเฮ้ยแล้วน้องเอาตัวนี้ยาวกว่าตัวนี้เอาตัวนี้สั้นเอาตัวนี้ยาวกว่าเนี่ยIron Man, Iron Man, no, Iron Force. Có lên việc, đàn ông Việt Nam. Hồi, ấy, bệnh mà kinh doanh là gì à? Iron Man, điều mà anh em hai mươi bảy anh em. Hai khúc. Iron Force là, cái Iron Force là. Hai mươi bảy. Iron Force.บึงสามล้านไทยแลนด์ You talk this belt good Many people come in. Mm. You say hello to these people. Hello to everyone. In Vietnam. Hello. Vietnam in New Bung Song Lan. Strong. Anh Việt. Okay. Hi Ben. Giỏi quá Việt Nguyễn ơi. Cá quá bự, nhưng mà lưỡi câu vẫn chất.Có thể là việc không yếu nhưng mà cá làm cho việc yếu. Bấm câu vào nghỉ luôn em. Dùng lưỡi của Thái luôn không anh Việt? Thay lưỡi mới chứ hai lưỡi kia là đi rồi. Hai lưỡi của Việt Nam là đã đi. Cá đang vào. Cố lên, cố lên. Hôm qua không chịu đi nhậu để hôm nay kéo cá mà. Okay, when these people come in.Say hi to them. Hello. You talk. Let them talk. You know. This way how we promote. Nah, here you put hello. Keep on. Down some more. See many say hi. Talk. Chào mọi người nha.Việt đang ở hồ câu lớn nhất của Thái Lan, đang test thử cái cần Ryoko nè. Cố lên. Chưa gì mệt rồi là sao? Cần chưa gì hết mà.
rồi, nó sẽ chê Việt Nam á. Nói chứ Thái cũng dễ thương, mọi người cũng dễ thương lắm. Đang cổ vũ Việt là cố lên nè. Đây là cảnh xung quanh cái hồ, hồ lớn nhất của Thái Lan đó mọi người. Con cá này dự là trên 30kg đó. Sau hai lần thử lưỡi của Việt Nam thì đã bị fail. Và bây giờ là thử lưỡi của Thái Lan nè. Ổ, kéo vào, sắp vào bờ. Đây, đây, đây. Đâu rồi? Đây, đâu rồi? Đây. Nó đây. Đây, đang dùng cái này. Đang dùng cái local color á. Này. Đang dùng cái dây này đây. Dây này chịu con cá này đây. cũng muốn kéo nó vào lắm nhưng mà nó cứ đinh đon như thế này. Chị ấy khá là lì. You must talk about, please see the action of the rod. Action of the rod. It has action of the rod. Đó, nó cong. Con cá làm nó cong dữ dội nhưng mà vẫn không chịu khuất phục. Đây, chị ấy đây. Xuất hiện, xuất hiện. Rồi. Oh. Anh Việt nằm xuống để đo coi ai cao hơn. Anh Việt. Wow. You go together with him. Ô. Mấy kg à? Nhiều, khoảng 25. 25. Oh, very big. 25 kg. Yeah. Lưỡi cô. Đây. Lưỡi cô đó mới chịu nổi cái lưỡi như này mà chịu nổi con cá như này nè. Lưỡi cô hụ. Rồi, cần loại gì á anh Việt? Hey, you sleep beside. Ôm chị ấy ngủ một giấc đi. Okay. No. Okay. Faster. Okay. Sao để lấy này, chỗ này đi. Okay. Rồi lấy ba. Nè. Đây, quá chỗ luôn Việt Nguyễn. Được không? Ok. Nè, thọ. Okay. Talk about your rod. Anh nói về cái cần này đi. Cái cần riêng anh của riêng cô nha anh em. Vừa kéo cá anh em thấy rồi, very good nha. Cần 2 khúc. Đó. Đọc cái thông số gì đó đi chị. Vừa cô riêng anh 2 khúc nha anh em. Khoan xích Korea dài 2m7 nha anh em. Mới test beer fit xong là 5x kg nha anh em. Đó, rút ra thu gọn là được nha anh em. Dây của chi Ryuko nha, red của cũng của Ryuko nha anh em, modem nail nha. Ok anh. Ok.
kém một con không kém nữa đâu mà. Thailand nè. Thailand. In Thailand nè. In Thailand. Food của Thailand nha anh em. Xin no. Bên Thailand người ta không có xài ngậm, người ta câu, người ta bấm bỏ ngạnh nha anh em. Chua. Hay thôi. Đó, người ta bấm là bỏ ngạnh hết. Ok, thank you. Câu là câu lên vui thôi hả? Cũng hay. Nó cũng có tính nhân đạo. Next time you tell Vietnam, everyone do that. But Vietnam, they take fish go home. Sometimes, almost all. Thấy con cá muốn bạo lực lắm mà nó nặng mệt lắm anh em ơi. Em lên cái phát là lên chuột hết luôn á. Mình lửa thâu này là lót 150. Thôi nghỉ lát có live stream cho anh em coi tiếp. Mệt quá. Tịt bệnh chứ bà.